Xin chào tất cả các bạn, mình là Lina Võ, mình là một nhân viên địa ốc của thành phố Austin, tiểu bang Texas, và mình phục vụ các khu lân cận ở thành phố Austin. Hôm nay mình đang đứng ở thành phố Hurdle, thì cái community này nó được gọi là Hurdle Highlands North. Ở đây thì nó có một cái khu Hurdle Highlands đã xây xong rồi, là khu này là khu thứ hai. Bữa nay trời cũng hơi lạnh, tại vì khoảng 50 mấy độ thôi. Texas tháng 12 và tháng 1 trời bắt đầu trở lạnh về có mùa đông, cho nên hơi gió, cho nên các bạn thông cảm và lắng nghe Lina một chút xíu nhé. Thì một ít thông tin về cái khu Hurdle Highlands này đó là nó nằm khoảng chừng 30-35 phút lái xe từ thành phố Austin lên. Và Hurdle nếu mà mình chạy ngang qua thành phố Round Rock thì chắc cũng khoảng là 10-15 phút thôi. Ở đây có một cái thành phố gọi là Taylor, thì nó cách Hurdle này khoảng 15 phút, thì cái hãng Samsung nó đã được dọn về trên cái thành phố Taylor. Và hãng Samsung đó các bạn, nó sẽ xây khoảng 17 tỷ đô la một cái manufacturing để nó làm cái microchips cho những cái điện thoại Samsung đó. Thì cho nên nó là việc làm về trong thành phố rất là nhiều. Thành phố Hurdle đó là nó đã tăng trưởng cái giá nhà lên khoảng 45% năm 2021, thì cho nên nó là người ta cũng dự đoán là nó sẽ tăng trưởng lên nữa khoảng 30-35% vào năm 2022. Hãng Samsung sẽ mướn khoảng chừng 2.000-4.000 người về để làm việc ở công ty mới, thì nó bắt đầu xây dựng là 2022, là xong 2024 thì tất cả mọi người sẽ dọn về đây vì việc làm. Cho nên nếu mà các bạn nào có ý nghĩ là xin việc làm về đây đó và muốn về đây ở đó, thì bây giờ là một cái thời gian tốt nhất, và tiền lời cũng đã chưa có tăng, cho nên là các bạn muốn dọn về đây thì nếu mà cần information thì cứ liên lạc ở comment Lina nhé. Xin cảm ơn các bạn, và thêm một lần nữa, nếu mà các bạn nào đang coi cái channel, đây là cái channel đầu tiên mà mình nói tiếng Việt về cái model home touring đó, hay là tham quan một cái nhà đó, nếu các bạn thích đó, những cái content như thế này đó, thì xin các bạn hãy đăng ký vào channel của Lina để Lina có thêm động lực để làm thêm những video vào những cái căn nhà mới và những cái khu vực mới ở tiểu bang Texas cho các bạn xem, nhất là thành phố Austin lân cận nhé các bạn. Xin cảm ơn các bạn và xin mời các bạn theo dõi với Lina vào căn nhà mẫu đã được build bằng builder gọi là Gien. Tiếng Việt mình đọc là Gehen Homes, nhưng mà Mỹ đọc là Gien, giống như là ghiền đó các bạn, ghiền nhà. Xin mời các bạn đi theo dõi. Đó là có khoảng 2 car garage 1850 square feet và chỉ là nhà trệt một tầng không có lầu. Đặc biệt nhất là Gien Home họ xây tới 4 mặt gạch ở xung quanh cả nhà nha các bạn, 4 mặt gạch luôn. Khi mà bước vào căn nhà đây đó thì rất là thoáng, vì cái Gien ở đây họ xây nhà một lầu. Nó có hai cái model, một cái là classic hay là premier gì đó, thì là cái này là classic, cho nên họ xây cái ceiling rất là cao. Cái ceiling ở đây là 11 feet luôn, rất là cao luôn. Và cái cửa lớn đây là 8 feet, rất là đẹp. Dĩ nhiên căn nhà này là căn nhà mẫu, cho nên các bạn phải biết là họ đã bỏ thêm khoảng 100.000 tiền upgrade. Cái căn nhà mẫu này đó là cái khu vực này là cái garage, là chỗ đậu xe. Nếu mà mình xây một căn nhà như vậy, cái plan này gọi là mahogany, nó rộng là 1850 square feet, nó có 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, và trong đó thì có 2 car garage. Nếu mà các bạn đến thăm căn nhà mẫu ở Hurdle Highlands North này đó, thì ở đây nó có một cái interactive TV, thì nếu mà các bạn vào đó, thì các bạn muốn xem thử họ có những căn nhà available không thì mình bấm vào Quick Moving Homes. Hiện tại bây giờ là họ không còn căn nào available hết, nhưng mà mình có thể họ sẽ có thể mở ra và xây thêm vào tháng 2, tháng 3 nữa, cho nên mình có thể coi những cái floor plan mà mình thích ở trong đây. Thì hiện tại bây giờ đó là họ không có nhà đã sold out trong tháng 1 rồi, thì bắt đầu tháng 2, tháng 3 trở đi đó thì họ sẽ mở thêm những cái lot mới. Thì cái này là về những cái
amenities của cái khu này. Thì ở đây thì nó có rất là nhiều amenities, chẳng hạn như là nó gần Dell Diamond, là một cái stadium để chơi banh, và nó có một cái sân vận động rất là lớn luôn, rất là nhiều acre đất. Thì ở đó nó gọi là O'Sullivan Park, thì cách đây khoảng 10 phút thôi, lái xe thôi, thì ở đó là có sân vận động chơi bóng chuyền, bóng rổ nè, rồi có hồ để mình tới câu cá nè, rồi có sân chơi tennis, rồi cộng thêm sân đá banh nữa. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí, cho nên các bạn ở khu vực này mà chạy tới đó khoảng 10 phút là sẽ tìm được rất là nhiều trò chơi cho những người lớn tuổi và những em trẻ em luôn. Thì ở đây trường học cũng là above average, có nghĩa là trên trung bình. Thì Hurdle ISD là nó có elementary, middle school và high school ở đây luôn. Điều tất cả đều mới hết, trường học rất là mới. Cho nên là vì cái community đang xây, cho nên có rất là nhiều người dọn về đây và sẽ có con em sẽ đi học, thì điểm của trường càng ngày càng lên. Thuế đất, property tax rate ở đây là 2.7. Trước khi mình xin homestead, sau khi mình xin homestead thì chắc cũng khoảng còn 2.4 tới 2.5. Và những ai mà đã lớn tuổi đó, trên 65 tuổi đó, mình có thể xin homestead xuống, giảm xuống được 20-25% nữa. Vậy như các bạn, thì ở đây có một cái đó là nó gần nhiều rất là cơ sở shopping và trường học luôn. Texas University, cái Grand Campus nó cách đây cũng 10 phút, rồi cái Round Rock Outlet Mall shopping cũng cách đây cũng khoảng 5-7 phút thôi. Cho nên rất là tiện. Nếu mà mình nhìn vào cái bản đồ đó thì nhiều lúc nó thấy là trống, nhưng mà trong vòng 2 năm thì tất cả sẽ được xây dựng lên. Và mình hãy tour cái căn nhà ở đây hôm nay. Khi mình bước vào cái hallway thì ở đây họ upgrade hết là sàn gỗ như các bạn, ngoại trừ cái phòng ngủ là họ dùng thảm thôi, còn tất cả ở trong cái phòng này là đều là gỗ hết. Cái căn nhà này có cái giá khởi đầu là 460 ngàn, nhưng mà họ bỏ vào khoảng 100-150 ngàn tiền upgrade thêm, cho nên nó là khoảng 650-700. Nếu mà mình muốn mua cái căn nhà mẫu y hệt như thế này là từ khoảng 650-675 ngàn đó. Thì bước vào đây đó là những cái này là được upgrade hết, giống như cái granite countertop này là được upgrade nè, rồi cái sink, một cái sink lớn ở đây cũng được upgrade luôn. Cộng thêm là ở đây là đặc biệt là chỉ có điện, không có ga cho cái khu này. Và lò với microwave đã được built in, và cái dàn tủ này được upgrade và có đèn và có kính luôn. Cho nên tổng cộng mà cái tiền upgrade là khoảng 100-150 ngàn ở trong đó. Cho nên các bạn khi mà các bạn mua một căn nhà thì nó có những cái selection standard khác hơn ở đây một chút. Còn đây là cái phòng ăn tối, nó gọi là dining room. Thì mình có thể ăn tối, dinner ở đây. Có một cái cửa sổ rất là lớn thì cho mình rất là nhiều ánh sáng. Cái người builder này họ rất là tỉ mỉ ha. Khi mà họ xây cái phòng ăn lúc nào cũng là một cái cửa sổ lớn hết, để cho mình có nhiều ánh sáng và không khí trong lành khi mình mở cửa ra.
Còn đây là cái phòng family room, chẳng hạn như là nếu mà mình có khách thì mình có thể dùng nó làm một cái phòng đợi cũng được. Rất là open ha, ceiling cũng rất là cao, 11 feet luôn, throughout cái nhà, cả nhà hết đều 11 feet hết. Cái phòng đầy đó thì mình có thể gắn một cái TV ở phía bên đó để xem TV. Và có ngồi đây thì mình có thể nay thấy những người nấu ăn trên bếp. Và nếu mình có khách khứa ăn ở đây thì mình cũng có thể thấy được tất cả xảy ra trong cái môi trường của gia đình. Kế tiếp đó là cái master bedroom. Cái master bedroom nó nằm ở hướng này, thì nó là một cái phòng sau cùng nhất, là nó rất là riêng biệt. Mời các bạn xem cái decoration của cái phòng master bedroom này rất là đẹp nha các bạn. Ceiling cũng rất là cao, 11 feet luôn. Và mình thích nhất là họ decorate cái nhà này đó. Thường thường mấy cái mặt gạch này là họ làm ở ngoài exterior wall only, nhưng mà ở bên trong đó họ làm những cái touch design giống như vậy đó, nhìn rất là gần gũi và rất là mát mẻ nha các bạn. Phòng này rất là rộng, đặc biệt nhất là phòng này họ cũng đã upgrade cái hardwood floor ở trong phòng master bedroom luôn. Có 3 cửa sổ, có rất nhiều ánh sáng và họ làm một cái sliding door ở đây. Thì cái đây là tự mình lựa chọn mà thôi, nếu mà mình muốn cửa mở thì mình dùng cửa mở. Nó double sliding door và nói chung là nó có vừa có hai cái sink vanity, rồi nó có phòng tắm ngồi và một cái phòng tắm đứng luôn. Toilet và đi thẳng vào đây là một cái walk-in closet. Thì cái walk-in closet này cũng không có lớn lắm nhưng mà rất là tiện nghi vì họ có rất là đầy đủ. Các bạn theo Lina đi ra hướng này thì vì cái phòng này đó, nó dẫn ra cái phòng giặt luôn đó các bạn. Rất là tiện. Tại vì mọi khi mà mình có quần áo thì mình mang từ cái phòng closet của mình ra đây mình giặt luôn. Và nó cũng có cửa ra đây. Cái lý do mà họ design như vậy đó, tại vì những cái phòng bên kia đó thì họ cũng cần giặt quần áo, cho nên họ cần cái cửa để access vào, cho nên cả hai được vào đây làm rất là tiện nghi. Đó là phòng giặt. Và đây cũng là một cái coat closet ở đây. Hồi nãy đó là Lina tour cái phòng kitchen, là cái nhà bếp trước. Rồi bây giờ mình hãy đi ra ngoài mình check out hai cái phòng ngủ kia. Hai cái phòng ngủ bên đây. Thì lúc nãy mà mình mới bước vào nhà đó thì mình đi vào đây. Hồi nãy Lina có nói là cái ceiling nó rất là cao. Thì các bạn xem đi. Họ design rất là tỉ mỉ và rất là đẹp, và mọi cái texture ở trên cái trần nhà đó nó hợp với những cái đèn và những cái trang trí bố cục ở trong cái mẫu nhà này. Thì khi mà mình bước vào á, thì bên trái mình là hai cái phòng ngủ, thì chính giữa hai phòng ngủ á, là bathroom. Thì bây giờ mình xem cái phòng ngủ đầu tiên ha. Cái phòng ngủ đầu tiên á, là nó nằm gần ở ngoài mặt đường á, mình có thể nhìn cửa sổ ra ngoài đường luôn. Cửa ở đây đó thì họ làm là 6 panel door hết. Closet hay là những cửa standard trong đây được làm bằng 6 panel hết. Và các bạn xem cái phòng tắm này đó là được chia sẻ bởi hai cái phòng ngủ kế bên. Các bạn để ý đi, thì những cái cửa mà nó upgrade ở đây hết, những cái gạch mà upgrade ở đây rất là đẹp. Họ chọn theo cái cách mà trang trí của căn nhà này. Cộng thêm cái shower đó các bạn. Bạn thấy là cái gạch đó, nó đi từ cái floor ở dưới mà đi thẳng lên tới trên trần cao luôn. Cho cái shower room của mình đó. Thì cái đó là một trong những cái upgrades mình có thể lựa chọn được. Với cái builder này á, là Gehen á, thì khi mình mua một căn nhà thì họ cho mình đến cái design center để mình chọn những cái mẫu đồ mà mình thích để mình trang trí cho cái căn nhà mình nó thích hợp với cái sở thích của mình. Có rất là nhiều builder khác họ không có còn làm giống như vậy nữa.
họ chỉ muốn build, họ lựa chọn hết những cái đồ họ build sẵn cho mình, thì có cái màu gì đó là họ chọn là bắt buộc mình phải thích. Còn nếu mình không thích thì mình phải đợi để tìm căn khác. Nhưng mà đặc biệt đó là Gin này đó, hay là Gin á, họ sẽ cho mình cái cơ hội để mình upgrade. Đó, các bạn lưu ý vấn đề đó nhé. Đây là cái phòng ngủ thứ hai. Và nói chung á là nó cũng đầy đủ, không có rộng lắm mà cũng không có nhỏ, vừa đủ cho giống như những đứa con, những đứa trẻ của mình ở, hay là một người lớn gì đó, mình để một cái vườn đôi hay là một cái vườn chiếc ở đây, rồi cộng thêm một cái lan học nữa cũng lý tưởng. Và đây là lối ra cái patio của mình nè. Cái patio này á, là nó được upgrade lên, tại vì cái patio của nó là khoảng chừng một nửa của cái này thôi, thì nó được upgrade lên rất là rộng và cũng được cover luôn. Ở đây họ cũng gắn quạt này nọ, cho nên Lina nói là cái upgrade nó khoảng 150.000, đó là include tất cả những cái đồ mà không có trong cái standard package của mình. Ở hot đồ ở đây đó các bạn, đặc biệt á, đất nó rất là rộng nha. Cái lot đất của nó là khoảng 7.500 square feet của nguyên cái lot luôn. Cho nên lúc nào mình cũng có yard, đặc biệt nhất là đất rộng để cho mấy anh chị người Việt Nam của chúng ta đó có thể là trồng rau, trồng cải, trồng hoa và làm landscaping, flower này nọ. Thậm chí có nhiều người còn thích làm hồ bơi, mình có thể làm hồ bơi ở đây luôn, đất rất là rộng. Và ở đây đặc biệt đó là mình gần hai cái freeway 130, rồi mình chạy ra I-35 cũng gần nữa, cho nên nó là mình đi airport cũng tiện, rồi mình đi làm xuống hãng Tesla đó các bạn. Các bạn có biết không, Tesla nó dọn về đây ở dưới thành phố South Austin đó, cách đây khoảng 35 phút thôi, thì mình đi lên cái đường 130 freeway thì mình chạy một đoạn xuống đó là một đường là tới cái hãng Tesla luôn, và cũng sát bên cái airport luôn, là airport tức là phi trường của mình đó. Vậy thôi, Lina xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi cái video này của mình. Thì nếu mà các bạn có những nhu cầu mà tìm nhà ở thành phố Hodo hay là lân cận ở Austin đó, thì cứ liên lạc với Lina, information là Lina để phút cuối của cái video nhé. Nếu các bạn thích những cái content bằng tiếng Việt như thế này, xin các bạn vui lòng hãy đăng ký cái channel của Lina, để Lina phải đi ra ngoài những cái khu mới để quay thêm những cái nhà đẹp và những cái khu mới cho các bạn, nếu mà các bạn có ý nghĩ là dọn về đây để investment nhà cửa hay là dọn về đây ở trong tương lai. Xin cảm ơn quý vị và hẹn lại cái video lần sau nha. Bye.